trong page chính đó em. Nghị quyết cho trên đây lên đường.
đó thì ngành bảo hiểm phi nhân thọ là có doanh thu là khoảng 41.000 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng khoảng đâu đó là 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ thì tổng doanh thu phí bảo hiểm cả cũ và mới nhất đó là khoảng 90.000 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng là khoảng 21.2%. Trong đó một cái tín hiệu mà tôi cảm thấy rất là vui, bởi vì tôi hoạt động khá là chuyên sâu trong ngành bảo hiểm nhân thọ ấy. Thì tôi được biết rằng là trong khoảng 9 tháng đầu năm 2020 thì đã có trên 2 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được người dân Việt Nam mình tham gia. Và đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Nó so sánh với năm 2019 là tăng trưởng khoảng 17%. Thế thì với cái câu chuyện về sống kinh tế, xã hội và cả tinh thần của dân Việt Nam. Tuy nhiên thì ở một cái góc nhìn sáng hơn thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái rủi ro thiên tai dịch bệnh để giúp cho người dân ý thức rõ hơn về cái rủi ro về những cái biến cố không có lường trước được của cuộc sống, và họ sẽ thấy được cái giá trị cũng như cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm, và đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Giúp Huyền và theo chúng ta cũng đang tổng quan về bảo hiểm của Việt Nam hiện tại như nào. Thì anh Ngọc có thể bổ sung thêm là các tổng quan về các loại bảo hiểm hiện nay như nào, trước khi chúng ta đi vào làm một giải thích. Hiện tại thì trên thị trường nó chia ra làm ba cái bảo hiểm. Bảo hiểm thứ nhất là bảo hiểm về nhân thọ, bảo hiểm cho con người và những cái trách nhiệm mà họ cần phải phòng vệ. Thứ hai là bảo hiểm cho phi nhân thọ, những cái tài sản ví dụ như là xe cộ hay là cơ quan đặt duy điện gì đó vân vân. Thứ ba là bảo hiểm về sức khỏe y tế. Thì hiện tại chúng ta có ba cái bảo hiểm đó. Thì đứng dưới góc độ tài chính cá nhân thì bảo hiểm nhân thọ là cái bảo hiểm mà cần trọng tâm phát triển nhiều nhất đối với người dân, những cái người đang tích sản ở Việt Nam. Bạn có thể giải thích kỹ hơn chút là tại sao bảo hiểm nhân thọ lại là vai trò quan trọng trong việc chúng ta xây dựng tài chính cho cái này? Người Việt Nam mình thì trải qua cũng phải là tới đây là cũng phải là một trong những chương trình thứ hai rồi, và người ta nhận nhiều rất nhiều người nhận ra là trong cái quá trình đi làm kiếm tiền tích sản là người ta chỉ đang điều tiết cái tay ga thôi, giống như là mình đang lái chiếc xe đó, mình đang điều tiết cái tay ga thôi, người ta quên rằng mình còn cái tay phanh nữa, cần phải bóp phanh. Ví dụ như bây giờ chúng ta kiếm tiền, chúng ta để dành tiền đó được 3-4 tỷ, trong khi là người nhà có vấn đề cần phòng vệ, hay là chúng ta bị mắc bệnh chẳng hạn như ung thư hay là tai nạn, thì tiền đó đâu mà phòng vệ. Chúng ta thì lấy những cái thằng dư chúng ta trong quá khứ chúng ta sử dụng cho những việc phòng vệ đó. Vậy thì suốt thời gian còn lại chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu, ta sẽ phải tích sẵn lại từ đầu. Thì nếu như có bên thứ ba hỗ trợ cho chúng ta cái bài đó thì sẽ rất là tuyệt vời. Trong khi bảo hiểm thì chúng ta sẽ bỏ một cái chi phí rất là thấp thôi, nhưng mà cái giá trị mang lại thì nó rất là lớn, nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Nên là em cho rằng cái bảo hiểm nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là cái quá trình tích sản của mọi người. Dạ, anh Dương Đức Việt, dưới góc nhìn của một chuyên gia bảo hiểm thì anh thấy tại sao mà mọi người chúng ta cần các cái bảo hiểm của mình? Nếu như mà mình nói về bảo hiểm nói chung á thì trước tiên là mình cũng cần phải thống nhất với nhau những cách hiểu bảo hiểm nó là cái gì và tại sao nó cần như vậy, đúng không ạ? Thì ngay cả cái mặt ngữ nghĩa thì cái việc bảo hiểm như là bảo vệ trước những cái hiểm họa, những cái rủi ro trong cuộc sống, những cái biến cố không lường trước được, đúng không ạ? Thế thì cái vai trò của bảo hiểm trong cuộc sống thì cuộc sống chừng nào còn rủi ro thì cái đó bảo hiểm vẫn cần thiết, đúng không ạ? Và đặc biệt đối với bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi hay nói chuyện với nhau trong lành, anh em hay nói với nhau đó là chừng nào còn con người sống trên trái đất này thì vẫn cần có bảo hiểm nhân thọ. Và bảo hiểm nhân thọ nó gắn liền với cả cuộc sống của chúng ta, từ sinh lão bệnh tử ta đều cần bảo hiểm nhân thọ hết. Thế thì bảo hiểm nhân thọ nó là một cái hình thức, để hiểu cho nó đơn giản, nó là hình thức chuyển giao rủi ro cho một cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sản phẩm nhân thọ, đúng không ạ? Rủi ro đó như lúc nãy anh Lộc cũng có chia sẻ đó, là có thể là rủi ro về bệnh tật, có thể rủi ro về tai nạn, và những rủi ro đó thì mình không có lường trước được đâu, đúng không ạ? Thậm chí là ví dụ như là thiên tai, bão lụt,
khi mà một cái rủi ro nó xảy đến thì nó cuốn đi mất tất cả những cái giá trị tài chính, những giá trị thẩm dư mà chúng ta đã cố gắng tích lũy trong suốt một thời gian dài. Và để đảm bảo cho cái kế hoạch tài chính của chúng ta ở hiện tại như tương lai thì bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng nó rất là cần thiết cho từng cá nhân, từng gia đình cũng như là doanh nghiệp. Đứng ở một cái góc độ mà chúng ta thấy bên cạnh là bảo vệ trước những cái rủi ro trong cuộc sống thì thực tế ra là bảo hiểm, chức năng của bảo hiểm nó không có cái khả năng để mà ngăn chặn những cái rủi ro, đúng không ạ? Nó chỉ có thể làm giảm bớt những thiệt hại về tài chính đối với tài sản hoặc con người. Thế thì cái câu chuyện mà chúng ta muốn nói ở đây đó là bên cạnh đặc biệt là chúng ta cảm thấy an tâm hơn, mình mua bảo hiểm mình mua sự an tâm, đúng không ạ? Tối chúng ta thấy ngủ ngon hơn, bởi vì chúng ta biết rằng là cái nguồn thu nhập của chúng ta đã được bảo hiểm và bảo vệ rồi, thì cho dù có chuyện gì xảy đến với chúng ta hoặc là với người trụ cột trong gia đình thì những người thân còn lại cũng có thể yên tâm là mức sống của gia đình được đảm bảo. Và điều này rất là quan trọng, đúng không anh Quang? Dạ. Và bên cạnh đó thì những cái kế hoạch, những cái mục tiêu cho tương lai, đó là ví dụ như là xây dựng cái quỹ hồng phấn cho con, hoặc là xây dựng quỹ hưu trí cho hai vợ chồng, cũng là những điều mà rất nhiều người dân Việt Nam quan tâm. Và đó là lý do cái ngành bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam mình trong suốt hai mấy năm qua là theo các chuyên gia đánh giá là tăng trưởng nóng, và hiếm một ngành nào ở Việt Nam mình mà tăng trưởng nóng liên tục trong suốt hai mấy năm, tăng trưởng hai con số, bình quân hai con số. Và ngay cả trong cái bối cảnh Covid-19 năm nay thì tôi cũng đã vừa chia sẻ cái báo cáo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thì nó cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, bởi vì người dân mình ngày càng ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong cái bức tranh đại dịch của họ. Rồi, xin cảm ơn anh Joseph Nguyễn đã có một cái phần chia sẻ mà dùng nén thôi khá là đầy đủ được cái vai trò quan trọng để chúng ta trở lại cho mọi là sao chúng ta cần một bảo hiểm như vậy, không phải chỉ để bản thân còn cho những người thân xung quanh, còn cả chúng ta, cũng phải chúng ta. Rất là thích cái ý của Joseph đó là khi mà mình đã có cái sự chuẩn bị rồi thì bản thân mình rất là an toàn, cũng ngon, rất là chuẩn bị rồi. Và ở đây trong phần quay lại một chút về cái cách tiếp cận mà VNRAC đang giúp cho các khách hàng của mình, đúng không? Để mà chúng ta có thể có một sức khỏe tài chính tốt và đầu tư cảm thấy an tâm, đúng không? Thì chúng ta cần xây một tầng khác gọi là các tài sản và tầng. Thì ở những cái chuyên đề trước mình đã nói khá nhiều về các thành phần khác như là ví dụ phần thanh toán, phần lưu trí, rồi ở cái phần tiết kiệm tích sản với lại đầu tư cơ hội rồi. Thì hôm nay chúng ta nói về phần bảo hiểm vừa rồi anh Joseph vừa chia sẻ xong để chúng ta hỏi đầu tiên. Tuy nhiên thì ở cái góc nhìn của cái người làm đầu tư quản lý tài sản đó, thì không phải chỉ là ở cái khía cạnh bảo hiểm là khi nó xảy ra rủi ro thì có một cái nguồn tài chính giúp chúng ta không, mà cái ý chỗ là khi mình có sự chuẩn bị rồi thì kể cả cái cách mình đầu tư trên này, đúng không? Thì mình cũng sẽ cảm thấy nó an tâm hơn. Vì nếu không mà không có cái này thì ông lại phải lấy cái tiền này ông bỏ xuống, lúc đó mình phải bán cổ phiếu của mình ra để chuẩn bị cách làm, đúng không? Đó, đấy là rất là quan trọng. Rồi, thế thì bây giờ nhận thức được cái tầm quan trọng như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần hai là nhà đầu tư rất là cần các chuyên gia hướng dẫn cho, đúng không? Một cách cụ thể là nếu mà cảm thấy hoàn toàn như vậy rồi thì bây giờ chúng ta tham gia làm kế hoạch mình tìm cái cách thức tiếp cận như nào. Đối với vai trò của bảo hiểm nhân thọ thì mình có thể thấy ba cái chức năng chính quan trọng. Thứ nhất đó là bảo hiểm nhân thọ có thể được xem như là công cụ để bảo vệ cái nguồn tài chính hay là nguồn thu nhập tương lai của gia đình. Cái thứ hai đó là một cái công cụ để tiết kiệm tích lũy. Và thứ ba là đầu tư. Bảo hiểm nhân thọ hiện tại trên thị trường thì cũng có một số công ty đã cung cấp những cái dòng sản phẩm mà người khách hàng có thể được cả hai lợi ích, đó là bảo vệ đồng thời là giúp cho cái giá trị tài chính của mình nó được tăng trưởng theo thời gian. Thế thì nói về cái hành trình để cho một người khách hàng có thể đưa ra một cái quyết định để tham gia một đợt bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ,
thì theo tôi nó có một vài bước cơ bản mà quý anh chị khách hàng, các nhà đầu tư cần phải lưu ý. Thực ra thì bảo hiểm nhân thọ nó cũng giống như là một cái sản phẩm, là dịch vụ gì đó mà chúng ta vẫn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thôi. Và trước khi nói về câu chuyện mình có muốn mua cái sản phẩm dịch vụ đó hay không thì nó phải xuất phát từ nhu cầu của mình, đúng không ạ? Cái từ khóa đầu tiên là chúng ta phải xác định được nhu cầu của bản thân và gia đình, đúng không ạ? Dạ. Thế thì nói về nhu cầu ở đây, ví dụ một người khách hàng ở độ tuổi như là anh em mình, dạ, chắc cũng trong khoảng 30-40, đúng không? Anh Quang còn nằm trong khoảng này không? À, tưởng tôi già hơn chứ. Thì mình với độ tuổi này thì độ tuổi mà đa phần khách hàng là cũng bắt đầu là có gia đình, con cũng còn nhỏ, đúng không ạ? Thì bắt đầu là cảm nhận được cái trách nhiệm tài chính cũng nặng nề trên cái đôi vai này rồi. Và hơn nữa, nếu như cái người anh em mình là người trụ cột mang về tài chính cho gia đình thì rõ ràng là chúng ta cần phải bảo vệ cái nguồn thu nhập tương lai của chúng ta. Ý muốn nói ở đây là gì? Nếu như một ngày nào đó chúng ta đi làm mà chúng ta không về nữa vì một tai nạn, rồi một biến cố bất ngờ, nó có thể là không cướp đi cái tính mạng của chúng ta nhưng mà nó cướp đi cái khả năng lao động của chúng ta, thì khi đó chúng ta không còn khả năng để tiếp tục đi làm để mang về cái nguồn thu nhập, cái mức lương hàng tháng cho vợ con mình được. Thì điều rõ ràng một người mà có gia đình, có con nhỏ thì ưu tiên số 1 vẫn phải là bảo vệ cái nguồn thu nhập của người đó để đảm bảo cái cuộc sống gia đình được ổn định. Cái nhu cầu là nhu cầu bảo vệ giá trị nguồn thu nhập tương lai. Hoặc là có thể có những nhu cầu khác, ví dụ như là trong thời buổi bây giờ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trước những cái bệnh tật và những nghèo lý nghiêm trọng, là bảo vệ trước những rủi ro về tai nạn, thì mọi người cũng ý thức rất là tốt về vấn đề này. Vậy thì nếu như mà anh chị các bạn tính chất công việc của mình, mình thấy là mình có khả năng là xác suất gặp những cái rủi ro về tai nạn thì chúng ta sẽ tham gia những gói bảo hiểm liên quan đến tai nạn, đúng không ạ? Và chúng ta quan tâm về vấn đề là chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ miễn phí hoặc là bảo vệ trước những cái bệnh tật nghiêm trọng thì chúng ta tham gia những cái gói bảo hiểm bệnh nghề hoặc là chăm sóc sức khỏe. Là chúng ta phải hiểu là nhu cầu của chúng ta, ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện tại là gì nhé. Nãy giờ tôi vừa nói là hai cái nhu cầu rất là phổ biến, một đó là bảo vệ tính mạng, bởi đó là mình nói bình dân, thực ra không có bệnh tính mạng đâu, nhưng mà là bảo vệ cái nguồn thu nhập, cái giá trị thu nhập của người trụ cột. Cái thứ hai đó là bảo vệ những rủi ro tai nạn bệnh tật. Và tiếp theo nữa, cái thứ ba nó không nói về rủi ro mà nó nói về câu chuyện về mặt đầu tư cho quỹ học vấn để sau này con mình chắc chắn có một cái số tiền để được đi học đàng hoàng đến đây đến chốn. Bình thường nếu như mà anh em mình mà còn khỏe, còn sức lao động thì cái việc mà lo cho con em nó rất là thoải mái, đúng không ạ? Nhưng mà không điều gì đảm bảo rằng là tương lai mình sẽ tiếp tục ổn định về sức khỏe, ổn định về thu nhập để lo cho con mình. Thì rồi biết có chuyện gì xảy ra thì sao? Thì khi mà chúng ta quan tâm đến cái tương lai của con em chúng ta muốn đảm bảo là cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con cái chúng ta vẫn có một số tiền để sau này đi học đại học, để không làm gánh nặng cho người bạn đời của chúng ta. Thì việc mà xây dựng quỹ học vấn cho con cũng là nhu cầu rất là quan trọng, là nhu cầu thứ ba. Và nhu cầu cũng khá phổ biến nữa, cái này thì chắc là anh Quang quan tâm hơn anh em mình. Nhu cầu xây dựng quỹ hưu trí. Nhu cầu xây dựng quỹ hưu trí. Thì tất nhiên ở đây không phải mình nói là phải ở độ tuổi nào đó thì chúng ta mới nên xây dựng quỹ hưu trí, càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Tốc độ đầu tư thì chúng ta đều biết rằng là mình đầu tư càng sớm thì số tiền đó qua thời gian nó sẽ tăng trưởng lên, nó đáng kể lên rất là nhiều, đúng không ạ? Đầu tư sớm lúc nào cũng quan trọng hơn. Xây dựng quỹ hưu trí để sau này bản thân chúng ta cũng như là vợ chồng chúng ta cùng với người bạn đời sau này sẽ có thể có một cái cuộc sống hưu trí an nhàn, thảnh thơi, không phụ thuộc vào con cháu, không làm áp lực, không làm gánh nặng cho con cháu. Điều này đối với lại các bạn trẻ rất là quan trọng, đúng không ạ? Quay lại cái câu chuyện về nhu cầu, nãy giờ tôi chia sẻ với chủ anh Quang và anh Thọc một số cái nhu cầu mà khách hàng ở Việt Nam mình rất là quan tâm. Thế thì quý anh chị cũng cần phải xác định thôi, hiện tại ưu tiên hàng đầu của mình là gì trong những cái nhu cầu mà nãy giờ tôi có đưa ra ví dụ. Và cũng phải hiểu là tại sao điều đó quan trọng với mình, tại sao cần phải xây dựng học vấn cho con mình,
là tại sao mình lại cần phải bảo vệ cái nguồn thu nhập tương lai của mình, tại sao lại cần phải xây dựng quỹ hưu trí ngay từ bây giờ mới có 30 tuổi thôi, 35 tuổi thôi à, thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi tại sao cái điều đó lại quan trọng. Thì cái này là mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau à, sẵn cái tay sẵn hỏi luôn, không biết đó là chủ anh Quang ấy. Sau khi mà nghe tôi chia sẻ như vậy thì đối với anh thì thấy nào quan trọng nhất? Cá nhân mình thấy những cái nhu cầu mà anh Joseph Nguyễn vừa liệt kê là thấy cái nào cũng cần. Dạ. Nhưng mà nếu như mà chọn ra một cái mà anh cảm thấy là quan trọng nhất thì cái nào cũng cần là tất nhiên rồi, đang rất tốt rồi. Nhưng mà nếu như chọn ra cái nào mà anh đang quan tâm nhất thì đó là gì? Anh nghĩ là vì anh có những người phụ thuộc vào mình, mẹ mình, gia đình mình, có cả hai đứa con. Chính vì thế mà anh nghĩ là những nhu cầu bảo vệ cái nguồn thu nhập là một cái rất là quan trọng. Với lại anh nghĩ là cả cái khía cạnh sức khỏe anh cũng khá là quan tâm đến vấn đề cái sức khỏe của mình. Đặc biệt là nếu mà có lỡ xảy ra những cái bệnh hiểm nghèo thì anh ước tính đó, anh thấy rõ ràng là nếu mà nó xảy ra tình huống thế thì cái chi phí cho cái việc chữa trị những căn bệnh như vậy vô cùng lớn luôn. Thì mình đó là có thể là phá sản tất cả các cái kế hoạch tài chính của mình. Và ví dụ những danh mục đầu tư mà anh đang xây dựng hoàn toàn có thể phải lấy ra bán hết để làm thì nó thì là phá sản hoàn toàn cái bệnh luôn. Nó đều rất là quan trọng. Cảm ơn anh Quang đã chia sẻ. Thì nhiều quý chị cũng thấy rằng là một người ở độ tuổi anh Quang với cái hoàn cảnh gia đình chính anh Quang thì lại đang rất quan tâm đến việc là bảo vệ cái giá trị của thu nhập tương lai của mình, đúng không ạ, để đảm bảo mức sống của gia đình cũng như là không ảnh hưởng đến các cái kế hoạch đầu tư khác. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe. Còn không biết có với lại một bạn trẻ như Ngọc thì sao nhỉ? Với cá nhân em thì không có người phụ thuộc với em và một mình em tự chạy thôi, còn con độc thân và đang trong cái quá trình làm việc tích sản và đầu tư thì em cố gắng em làm sao cho cái chất lượng cuộc sống em nó tăng càng nhanh càng tốt, em tập trung nhiều vào vận động. Và giả sử như có một ngày nào đó có vấn đề nào đến với em không còn đủ nguồn thu nhập để em lại phải bán cái vật tư của em để em phòng vệ, thì đối với em thì cái việc bảo vệ cái dòng tiền thu nhập là nó là quan trọng nhất. Còn về hưu trí tất nhiên là cũng sẽ có nhưng mà ít lại. Cảm ơn cậu. Mà cho phép mà mình được nói sâu hơn tí xíu về cái câu chuyện hiểu về nhu cầu. Bên cạnh việc đầu tiên bước một đó là xác định xem coi cái nhu cầu gì là quan trọng ưu tiên nhất rồi, thì mình sẽ cần phải nghĩ chi tiết hơn tí xíu. Mình nói ví dụ nha, cái bảo vệ nguồn thu nhập đi, bảo vệ bao nhiêu, 1 tỷ, 2 tỷ hay là 3 tỷ, đúng không ạ? Mình dùng cơ sở nào để mình đưa ra cái số tiền mà mình cần phải bảo vệ. Tất nhiên á, khi mà quý anh chị khách hàng mà liên hệ với lại các chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân thì họ sẽ tư vấn cho mình. Ở đây tôi xin phép đưa ra một cái ví dụ ngắn gọn để chúng ta dễ hiểu thôi. Trong giới tư vấn tài chính, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, thì chúng tôi hay dùng cái phương pháp đó là bảo vệ 5 năm thu nhập. Mình nói ví dụ như là ví dụ thôi nhé, hay là thu nhập cũng còn cao hơn, nhưng mình ví dụ là 20 triệu tháng đi nha. Thì một năm nếu như không có vấn đề gì mình vẫn đi làm thì mỗi năm mình mang về cho gia đình 240 triệu. 5 năm nhân cho 240 là 1.2 tỷ. Vậy thì nếu như có chuyện gì xảy ra với người trụ cột mang về thu nhập cho gia đình thì gia đình cần ổn định cuộc sống trong khoảng 5 năm, duy trì được mức sống giống như cái người trụ cột đó vẫn còn tiếp tục mang về cái nguồn tiền. Thế thì cái người thu nhập đó cần phải bảo vệ với một cái mệnh giá gọi là 1.2 tỷ. Ví dụ như vậy, ví dụ như vậy. Thêm một cái ví dụ khác này, không biết là đứa anh Quang là có bé là nhỉ? Đứa con nhỏ nhất của anh mấy tuổi nhỉ? Nó khoảng 6 tuổi. 6 tuổi nha. Cái phương pháp thứ hai mà các nhà tư vấn tài chính hay có dùng để mà định giá người trụ cột đó là dựa trên cái độ tuổi của đứa con nhỏ nhất trong gia đình. Có nghĩa là làm sao để đảm bảo rằng là từ bây giờ anh phải yên tâm là nếu như có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn có cái nguồn tài chính thay thế để nuôi dưỡng cái đứa con nhỏ nhất đến tuổi trưởng thành. Mà ở Việt Nam mình hay nói tuổi trưởng thành là 18 tuổi. Vì từ 6 đến 18 tuổi là bé sẽ có 12 năm cần có cái sự chăm sóc, nuôi dưỡng của người trụ cột, của bố mẹ. Thế thì mình hãy dựa trên cái nguồn thu nhập của mình và mình dùng cái số năm từ bây giờ cho đến khi con đứa con nhỏ nhất của trưởng thành. Và tất nhiên với cái cùng cái bài toán như lúc nãy trong trường hợp của anh Quang, ví dụ cũng là thu nhập 20 triệu tháng nhé, anh Quang chắc là cao hơn nhiều. Thì mình nói là một năm là 240 triệu, mình nhân cho 12 năm
thì đâu đó mới gần 3 tỷ. Đâu đó mới gần 3 tỷ. Đó. Thì khi mà chúng ta nghĩ về đứa con nhỏ nhất của chúng ta, đứa con thân yêu của chúng ta, để chúng ta mong muốn rằng là có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì bố vẫn có thể có được cái nguồn tài chính để nuôi dưỡng con thân được. Thì tùy vào cái cách, cái góc nhìn của chúng ta đó. Ở đây thì tôi chỉ xin phép là chia sẻ hai góc nhìn như vậy để chúng ta định giá được bản thân chúng ta, cái giá trị thu nhập của chúng ta như thế nào. Đó là cái bước đầu tiên, là xác định nhu cầu cũng như là nhu cầu cụ thể là bảo vệ bao nhiêu, cái số tiền, cái giá trị tài chính là bao nhiêu. Bước đầu nó khá là quan trọng, do đó mình chia sẻ hơi nhiều tí để giúp cho quý vị khách hàng mình hình dung ra nha. Chứ còn bình thường á, tôi thấy là một số khách hàng khi mà nghĩ về bảo hiểm nhân thọ đó, cứ đến tham gia cái em làm cho chị cái 1 tỷ, bảo hiểm 1 tỷ, hoặc là em làm cho chị cái 1 năm chị đóng phí là 15 triệu thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà tại sao là 1 tỷ và tại sao là 15 triệu thì không biết, họ không giải thích được. Thế thì cái câu chuyện thứ hai, sau khi xác định nhu cầu là gì và bảo vệ bao nhiêu rồi, thì câu chuyện thứ hai đó là khả năng tài chính, phải xác định khả năng tài chính. Tại vì tham gia bảo hiểm thì cái còn không biết là mình cũng phải đóng phí, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như cái mệnh giá bảo vệ của Ngọc, Ngọc năm nay là không biết là mấy tuổi nhỉ? 27 tuổi, rất là trẻ ha. 27 tuổi mà bảo vệ mệnh giá 1 tỷ 2 thì tất nhiên là cái mức phí đóng hàng năm nó sẽ khác so với lại hôm qua bảo vệ là đến 3 tỷ, đúng không ạ? Vậy thì mình nói ví dụ nha, mình nói ví dụ đối với Ngọc, bảo vệ mệnh giá 1 tỷ 2 thì trên thị trường bây giờ có 18 công ty bảo hiểm nhân thọ, nhiều sản phẩm lắm để cho chúng ta lựa chọn. Thì có những công ty có cái sản phẩm mà bảo vệ rất là tối ưu, mình nói ví dụ như là có thể là cái hệ số bảo vệ lên đến khoảng 100 lần cái số phí mình đóng vào. Ví dụ là mình cũng bảo vệ 1 tỷ đi, thì một số sản phẩm thì đặc biệt là đối với những người mà trẻ, khách hàng trẻ như Ngọc, thì mỗi năm chỉ cần có thể đóng khoảng 12 triệu, 15 triệu là được bảo vệ mệnh giá 1 tỷ. Vậy thì mình xem coi là một năm mình bỏ ra 15 triệu nó có áp lực không? Để cho mình, tại vì mình biết bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tài chính lâu dài chứ không phải là ngắn hạn, đúng không ạ? Vậy đó mình phải xem coi cái số phí để mà mình tham gia hoạt động bảo hiểm đó nó có phù hợp với lại cái khả năng tài chính của gia đình mình chưa. Và trong ngành đó thì các chuyên gia thì tài chính hay có đưa ra một cái tỷ lệ, đó là nên là khoảng đâu đó 10%, dành ra 10% thu nhập của gia đình để tham gia bảo hiểm nhân thọ là nó khá là phù hợp. Còn nếu như mà mình tham gia cái mức phí cao quá thì nó áp lực, mình không theo được, mình lại hủy ngang thì nó rất là uổng. Còn tham gia mà thấp quá, tham gia đại, tham gia dạng ủng hộ, mua chơi chơi, nhiều khách hàng vẫn còn cái tư duy đó là chơi bảo hiểm. Rồi gọi là tham gia ủng hộ cho những người bạn bè mà làm tư vấn viên thân ấy, tham gia giùm. Thì thực ra khi mà chúng ta chưa hiểu được là tại sao chúng ta tham gia và chúng ta cần bảo vệ bao nhiêu mà chúng ta tham gia như vậy, thì cái xác suất mà quỹ hoạt động rất cao. Do đó tham gia phải hiểu nhu cầu bao nhiêu, khả năng của mình bao nhiêu là phù hợp, thì phải kết hợp hai yếu tố đó thì mới chúng ta mới có được cái giải pháp tối ưu. Tham gia nhiều thì lại áp lực, còn ít quá thì bảo vệ nó không có xứng với lại, tương xứng với lại cái khả năng thu nhập của chúng ta, và sẽ không thể nào duy trì cái mức sống của gia đình nó đủ ổn định như chúng ta mong muốn. Thế thì bây giờ nó hai bước, một đó là nhu cầu tài chính, hai đó là khả năng tài chính. Còn cái bước thứ ba đó là lựa chọn đơn vị hay là lựa chọn tổ chức nào có thể cung cấp cho mình cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà mình mong muốn. Thì hiện tại thì tôi được biết là có nhiều cái kênh để chúng ta có thể, quý vị khách hàng có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ lắm. Có thể tham gia trực tiếp đến tại công ty này, hoặc tham gia những cái hệ thống trực tuyến. Có một số công ty triển khai khá là mạnh trên thị trường là bán bảo hiểm trực tuyến. Tất nhiên nó cũng tùy vào từng cái loại hình sản phẩm nhé, chứ không phải sản phẩm nào cũng có trực tuyến hết. Hoặc một cái hình thức khá phổ biến đó là tham gia thông qua người đại lý hay là gọi là tư vấn viên á. Nhiều tư vấn viên cá nhân cộng tác với các công ty bảo hiểm thì họ cũng có cái năng lực để có thể tư vấn cho chúng ta. Và hiện tại bên cạnh đó thì cũng có một số hình thức khác như là thông qua đại lý tổ chức hoặc là các công ty môi giới,
Tuy nhiên theo quan sát của tôi thì hiện tại cái mô hình phân phối bảo hiểm nhân thọ thông qua kênh đại lý vẫn là phổ biến nhất, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Và qua kênh ngân hàng nữa, chúng ta hay nói là cái bằng ca đúng không, bằng ca insurance cũng đang phát triển rất là mạnh. Thì đó là một số cái kênh để quý vị khách hàng có thể cân nhắc. Tất nhiên là chúng ta cần lựa chọn cái đối tác nào mà chúng ta tin tưởng để chúng ta ủy thác cho họ cái việc mà tư vấn cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Xin cảm ơn phần chia sẻ rất là chi tiết đó, là đại bộ của anh Dương Văn Huyền đúng không ạ? Mình chỉ xin phép được phóng tác lại bài thông điệp chính để cho các quý nhà đầu tư có thể nắm bắt được cốt lõi dù dạy của chia sẻ nhà. Thì trong cái việc và cái cách thức mà chúng ta thực hiện cái việc mà xây dựng cái tài sản bảo hiểm cho mình đấy, thì tóm lại là có ba điều quan trọng. Cái mấu chốt đầu tiên là các quý nhà đầu tư phải xác định được cái nhu cầu của mình, đó là cái mấu chốt rất là quan trọng đầu tiên, và tránh cái trường hợp là chúng ta tham gia dưới một cái động cơ hoặc là khác thì nó sẽ không đúng với cái nhu cầu, sau đó có thể mình sẽ phải hối hận không tiếp tục tham gia nữa thì nó cũng uổng phí, đúng không? Cái thứ hai là cái khả năng tài chính của mình như thế nào, thì trong đó cũng xin nhắc lại một số cái con số định lượng, đúng không? Trong cái xác định nhu cầu của anh Joseph mình đã nói rất rõ là yếu tố định tính, tức là dựa trên nhu cầu của mình như thế nào. Còn yếu tố định lượng thì nó có một cái tham khảo là chúng ta tính toán cái mức bảo vệ là năm năm thu nhập, đúng không? Và đây có một ví dụ rất cụ thể là một trường hợp lương 20 triệu một năm như thế nào, 40 triệu để năm năm lên, từ cái mức thế chúng ta sẽ tính được ra mức phí tham gia như thế nào. Cái thứ hai là một cách cũng rất là thú vị và lần đầu tiên mình nghe tới, đó là lấy cái tuổi của đứa con là nhỏ nhất, đúng không? Thì tính đến năm 18 tuổi thì chúng ta cần bảo vệ bao nhiêu năm, lấy cái thu nhập nhỏ nhất cũng ra. Ngoài ra cái yếu tố thứ hai là khả năng tài chính của mình như thế nào, thì số rất là nhắc đến một cái tỷ lệ là trong ngành người ta thấy là nó chích khoảng độ 10% cái thu nhập, đúng không? Và cái điều thứ ba là chúng ta lựa chọn cái đơn vị để mà giúp chúng ta xây dựng cái bảo hiểm như này, đúng không? Thì đây có thể là tức bảo hiểm trực tuyến, có thể là tức bảo hiểm qua tư vấn viên hay gọi là đại lý, thứ ba là qua tư vấn viên. Và hiện tại thì chủ doanh nghiệp đã nói là tức của tư vấn viên bằng ba còn phổ biến nhất, đúng không? Thì riêng trong cái phần mà chia sẻ mà mang cái cách định lượng đó, thì chủ doanh nghiệp có nhắc đến một cái tỷ lệ là 10% cái thu nhập, đúng không? Thế thì bây giờ mình đặt ra một cái tình huống là lỡ có một cái khách hàng mà người ta có cái thu nhập rất cao á, anh tôi thấy người nhận thì trong cái tình huống như thế đó mà tính ra 10% thì nó liệu nó có quá lớn không? Trong trường hợp như vậy thì anh sẽ giải quyết như thế nào với cái thắc mắc của họ? Mình cũng gặp mấy câu hỏi này khá nhiều lần rồi, mong mọi người đặt đây. Đây cũng là một tình huống khá là thú vị. Mình nói là cao, mình chưa làm con số để mình dễ hình dung đi ha. Ví dụ như bây giờ một người nào đó có thể là có thu nhập một năm 10 tỷ chẳng hạn, 10 tỷ, đúng không? Thì có nghĩa là mình nói là dành ra 10% thì tương ứng như đó là 1 tỷ một năm. Thế thì bây giờ mình hỏi là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 1 tỷ, đóng phí 1 tỷ một năm, ở Việt Nam mình có không ạ? Câu trả lời là có ha. Nó không nhiều. Tất nhiên là số lượng khách hàng mà ở cái mức độ thu nhập như vậy nó không có nhiều ở Việt Nam mình. Chưa nhiều thôi. Tuy nhiên không phải không có. Thế thì cái câu chuyện đó là tất nhiên cái con số 10% nó mang tính tương đối, nó không phải là một cái gì đó là chân lý là tuyệt đối mà chúng ta phải tuân theo, nó chỉ là một cái để nó tham khảo để cho chúng ta so sánh xem coi ở cái mức độ mà chúng ta đóng phí, cái mức phí như vậy nó sẽ, thì cái mức phí nó sẽ quyết định đến cái số tiền bảo hiểm, đúng không ạ? Chúng ta hay nói là mình phải bảo vệ cái nguồn thu nhập của mình, đúng không? Mình có lương cao, thu nhập cao thì mình phải bảo vệ cao chứ, đúng không ạ? Tại vì mình hình dung đây, anh Quang làm một năm 10 tỷ, có nghĩa là tháng gần tỷ, thì chắc chắn là anh Quang phải ở biệt thự, biệt thự nhà lầu xe sang, đúng không? Con của anh là đi du học nước ngoài, Tây Đào đồ. Thế thì bây giờ hỏi
chắc chắn là anh sẽ không muốn vì một chuyện gì đó mà mức sống gia đình của anh nó bị giảm xuống, đúng không ạ? Mình đã quen với mức sống cao như vậy rồi đó. Vậy thì để có được mức sống cao như vậy đó, thì thu nhập của anh phải là 110 tỷ, đúng không ạ? Thế như vậy thì anh cũng cần phải tham gia một cái, nên tham gia một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà nó có thể bảo vệ được cái mức thu nhập cao đó của anh. À, và nói một cách gần gũi hơn là để bảo vệ cái mức sống của gia đình anh. Đó, thì đó là về mặt ý nghĩa. Còn tất nhiên lựa chọn là ở khách hàng. Nếu khách hàng cảm thấy rằng là ở bên cạnh bảo hiểm nhân thọ thì tôi vẫn có những cái kênh đầu tư khác để giúp duy trì mức sống của gia đình thôi. Và tôi chỉ cảm thấy rằng là 1 tỷ đối với tôi hiện tại tôi còn có những cái ưu tiên khác nữa nên tôi chỉ tham gia 500 triệu thôi. Cũng quá tốt rồi đúng không ạ? Thì ở đây mình nói là con số 10% nó mang tính chất tham khảo. Còn chính khách hàng là người đưa ra quyết định. Và bản thân của người tư vấn viên, người tư vấn tài chính thì chúng ta chỉ cung cấp thông tin thôi để cho khách hàng có nhiều góc nhìn, để cho khách hàng lựa chọn. Xin cảm ơn thầy Lê Việt. Thế thì Ngọc, dưới góc độ của một người là advisor tư vấn cho các khách hàng rồi, kể cả trong góc độ xây dựng tài sản nói chung, kể cả trong cái phần bảo hiểm, em cũng làm việc với các đơn vị bảo hiểm rồi, thì em thấy là để mà khách hàng có thể thực hiện cái việc xây dựng cái bảo hiểm cho mình thì ngoài những cái ý anh Joseph vừa chia sẻ thì em bổ sung thêm lưu ý cho nhà đầu tư để xây dựng cái lưu ý cho về bổ sung thêm thì hầu như không còn, tại vì anh Joseph Nghiễm đã chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể và tổng quan về bảo hiểm. Em chỉ chia sẻ về cái cách thức mà em tư vấn khách hàng cũng như là giúp cho họ hiểu được bảo hiểm nó phòng vệ cho cái mục tiêu gì và số tiền bao nhiêu. Thì đầu tiên là khi mà khách hàng họ lên một cái kế hoạch về tài chính cá nhân thì cái phần cuối cùng là phần là phần phòng vệ, thì nó sẽ cho họ biết là họ phòng vệ cho mục tiêu nào, ví dụ như là mục tiêu bảo vệ thu nhập nè, mục tiêu hưu trí nè, sức khỏe hay là cho con cái. Một cái mà lúc nãy anh Joseph có chia sẻ thì ở mỗi mục tiêu khách hàng phải chọn ra được đâu là mục tiêu quan trọng nhất với họ để mà họ phòng vệ. Ví dụ như em là phòng vệ bảo vệ thu nhập là quan trọng nhất, anh Quang là ưu tiên cho con cái, anh sẽ dành đứa con của anh để anh quyết định. Thì lúc đó họ đã chọn được cái mục tiêu mà họ muốn phòng vệ rồi, thì lúc này cái số tiền phòng vệ như thế nào đó thì không thể là họ mình phòng vệ hết 100% được, mà cũng không thể phòng vệ hết cho đúng mục tiêu, thì mình chỉ có thể phòng vệ trên cái năng lực cho phép thôi. Thì lúc này mình quay trở lại cái câu chuyện là cái saving rate của khách hàng. Cái tỷ lệ trung bình của người Việt Nam là tầm 26%, có nghĩa là thu nhập đem trừ hết chi phí là còn dư khoảng 26%. Thì với cái mức đó thì còn tầm 10% là phù hợp. Tuy nhiên có những khách hàng cái saving rate họ thấp hơn nữa, họ vẫn đang trong quá trình tích sản và chi tiêu khá là nhiều, thậm chí là trả nợ ngân hàng nữa, thì saving rate thí dụ như 10% thôi thì họ cũng lắm họ bảo vệ khoảng tầm 5%, có nghĩa họ chi ra một cái khoản chi phí khoảng tầm 5% trên tổng thu nhập, thì đôi khi nó lại phù hợp với họ hơn. Thì có thể họ sẽ chưa bảo vệ hết toàn diện, nhưng trong tương lai họ có thể khi mà cái thu nhập họ cao lên, cái tỷ lệ saving rate họ cao lên, thì lúc này họ có thể nâng được cái giá trị bảo hiểm lên. Đó thì đó là những cái bước đầu tiên khi mà khách hàng bắt đầu xây dựng cái kế hoạch phòng vệ cho mình. Rồi, đúng không ạ? Anh Ngọc đã bổ sung một ý khá là quan trọng là trong cái nhu cầu mà như anh Joseph Nguyễn đã đề cập ra, thì nếu mà mình có đủ năng lực tài chính, đúng không? Cái cách rất là hay là tiếp cận dưới nhu cầu của năng lực tài chính, nếu có đầy đủ thì người ta có thể tham gia bảo vệ hết. Còn nếu mà năng lực tài chính chưa đủ của thì người ta chọn cái nào bảo tồn đó mà làm trước, để dần dần khi mà điều kiện nó năng hơn thì chúng ta có thể tham gia tiếp theo. Đó là một cách cũng rất là phù hợp, đúng không? Thì ngoài ra thì lúc nãy trong cái phần chia sẻ của anh Dương Tất Quyền, anh có đề cập đến là trong các cái lựa chọn, tức là yếu tố thứ ba để lựa chọn cái đơn vị mà giúp chúng ta xây dựng cái phần đó, thì anh có lưu ý gì thêm về cái chuyện là cái người tư vấn viên thì chúng ta nhà đầu tư nên lựa chọn như thế này để ta đảm bảo được là chúng ta nhận được cái sự tư vấn phù hợp nhất, tốt nhất thì không? Xin anh chia sẻ cái phần đó. Với câu hỏi này thì tôi cũng xin phép được chia sẻ cái góc nhìn cá nhân của tôi ha. Bởi vì bản thân tôi là một người đi tư vấn, thì tôi thấy rằng là đối với lại một người việc là lựa chọn người tư vấn viên nào để đồng hành với lại giải pháp bởi điện thoại cho mình ấy, thì tôi nghĩ
Một điều rất quan trọng là sự chính trực. Sự chính trực, mình nói là chính trực có nghĩa là gì? Nó là nói những gì mình làm và làm những gì mình nói, đúng không? Và làm điều đúng. Thế thì tại sao tôi nói cái yếu tố này là quan trọng? Bởi vì thực tế cho thấy rằng là một số tư vấn viên do chạy theo dân số, áp lực về dân số, họ đã có những cái hành động, những cái động thái đó thực sự là không chính trực để có được hợp đồng. Ví dụ khách hàng khai những cái thông tin về lịch sử bệnh án chẳng hạn, họ giấu nhẹm đi để hợp đồng đó được thẩm định nhanh chóng hơn, ví dụ như vậy. Thì có thể lúc đó họ giúp cho khách hàng là có được hợp đồng được phát hành nhanh chóng, không có bị vướng thẩm định, và bản thân họ thì có được doanh số, có được hoa hồng. Nhưng mà chắc chắn điều đó là điều không trung thực. Trong bảo hiểm, nhưng họ thì bảo hiểm thì nó có không cái nguyên tắc, mà là nguyên tắc trung thực tuyệt đối, đúng không ạ? Nên là không được khai gian. Và nếu như một số tư vấn viên mà vì doanh số như lúc bạn tôi nói khai không trung thực, hoặc là khách hàng khai không trung thực mà mình lại mình hùa theo khách hàng, mà mình không có nói cho khách hàng rõ, không cảnh báo cho khách hàng rõ rằng là nếu như anh chị không khai đúng, không khai trung thực, thì sau này khi sự kiện bảo hiểm rủi ro nó xảy ra thì có thể anh chị sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả. Hoặc là một tình huống khác nữa, đó là ví dụ như về bảo vệ bệnh tật đi, nhiều tư vấn viên á, có thể là do kiến thức sản phẩm không có vững ấy. Ví dụ như tư vấn về bệnh tật, khi nói với khách hàng là chị yên tâm đi, tham gia công ty của em là bệnh nào cũng trả đó, bệnh nào cũng trả tiền đó, công ty của em bảo vệ nhiều bệnh lắm, ví dụ nói như vậy. Thì nhiều khách hàng họ cũng không có cẩn trọng, họ xem hợp đồng hoặc là xem thông tin khách sao có kỹ đâu, họ tin, đúng không ạ? Họ tin là họ tham gia, đến khi mà họ bệnh chẳng hạn, ví dụ như bị mổ ruột thừa chẳng hạn, ví dụ bị đau ruột thừa, thì một số sản phẩm bảo vệ về bệnh tật, chăm sóc sức khỏe, bệnh hiểm nghèo lại không có trong danh mục bảo vệ, không có bệnh ruột thừa, và khách hàng không được trả tiền, thì lúc đó khách hàng bắt đầu là nói là công ty lừa đảo. Đó, và đó cũng là một vài cái ví dụ điển hình, nó dẫn đến một vài cái vụ scandal lùm xùm trong cái ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Nó cũng xuất phát từ cái sự thiếu chính trực ở góc độ của người tư vấn tài chính. Và tất nhiên trong bất kỳ cái vấn đề gì thì không phải chúng ta chỉ nói là tại người tư vấn tài chính không, đôi khi cũng là tại khách hàng nữa. Nhưng mà bản thân của người tư vấn tài chính phải có nhiệm vụ chia sẻ thông tin một cách rất là chính trực và trung thực cho khách hàng. Sự chính trực đối với tôi đó là điều quan trọng nhất. Và cái thứ hai nữa đó là cái khả năng về nghiệp vụ. Khả năng về nghiệp vụ. Bởi vì để có được cái chứng nhận, chứng chỉ mà hành nghề tư vấn thì người đại lý, người tư vấn viên phải được đào tạo, phải vượt qua kỳ thi của Bộ Tài chính để có được cái chứng chỉ hành nghề, đúng không ạ? Tất nhiên là những ai đi tư vấn là đều có chứng chỉ đó, nhưng mà không phải tư vấn viên nào cũng có một cái năng lực tư vấn tài chính như nhau, về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng tư vấn như nhau. Và chúng ta cũng cần phải xem xét về cái cách mà cái người tư vấn viên đó chia sẻ thông tin cho chúng ta như thế nào, để chúng ta đánh giá được về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng của cái người tư vấn đó. Đặc biệt là chúng ta là khách hàng, đúng không? Mình không được dễ dãi, đúng không ạ? Bởi vì đó là một cái mặt tài chính quan trọng đối với gia đình mình, thông tin nào chưa rõ phải hỏi. Vậy thì đối với những câu hỏi của mình liên quan đến sản phẩm, đến nghiệp vụ, và người tư vấn đó trả lời một cách rất là tự tin, lưu loát, rõ ràng, thì chúng ta sẽ có niềm tin rằng là đây là một người tư vấn có năng lực để chúng ta có thể đồng hành, đúng không ạ? Và đó mình gọi là phần cứng. Và thêm một cái yếu tố như phần mềm nữa là cái sự tận tâm, cái sự tận tâm, sự tận tâm. Bởi vì một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch dài hạn, thì nó có thể là đến 10 năm, 15 năm, 20 năm. Vậy thì người khách hàng cũng rất là cần cái sự đồng hành. Tất nhiên ở đây là không phải là đồng hành đây là ngày nào cũng qua nhà ăn cơm, là ngày nào cũng đủ đi cà phê, đúng không ạ? Ở đây người là chúng ta thấy được ở họ một cái sự tận tụy trong cách họ chia sẻ thông tin, trong cách mà họ quan tâm đến sức khỏe của chúng ta, quan tâm đến gia đình của chúng ta, quan tâm đến việc học hành của con cái chúng ta, ví dụ như vậy, trong lúc mà họ tư vấn. Thì và nếu như người tư vấn đó chúng ta biết họ từ trước rồi, với vai trò là bạn bè, hàng xóm,
mắt đồng nghiệp, để chúng ta cũng hiểu được cái tính cách của họ, thì chúng ta cũng nên chọn những người mà có cái sự có tinh thần phục vụ, có tinh thần phụng sự lý, thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Nếu như trong suốt thời gian hợp đồng có chuyện gì thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có một người đồng hành để hỗ trợ chúng ta. Thưa tóm lại là ba yếu tố: một, sự chính trực; hai là khả năng nghiệp vụ; và cái thứ ba đó là sự tận tâm. Rồi, chia sẻ rất hay và rất dẫn biến ha. Thế là ở đây mình có một cái khía cạnh lưu ý là chúng ta xây cái gì đó rất là cần có một người đồng hành, người đồng hành cần phải có ba yếu tố như vậy để cho các quý là từ khi mà chọn người tư vấn cho mình thì chúng ta cần lưu ý thêm. Còn Ngọc, Ngọc cũng với tư cách là một advisor, em cũng trực tiếp tư vấn trong tổng thể sẽ xác tài sản, chúng ta có bảo hiểm và em cũng làm việc cả bên đơn vị bảo hiểm luôn. Thì em có lưu ý cho các nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư tiếp cận cách thức xây dựng cái bảo hiểm cho mình không? Về cái chia sẻ của anh Joseph thì nó rất là sâu sắc. Để khi mà chọn một cái người đồng hành với mình rồi, cá nhân em cũng là một cái người đồng hành với khách hàng. Chúng ta không chỉ nên đứng dưới góc độ là chúng ta tới gặp khách hàng một lần rồi thôi, mà chúng ta nên nhìn sâu vào trong cái mục tiêu tài chính, những cái mong muốn của khách hàng trong tương lai, để mà chúng ta đi theo họ, chúng ta phục vụ họ trong quá trình xây cái tháp tài sản. Và trong quá trình đó, khi mà họ chọn, họ tiếp cận cái bảo hiểm, chúng ta cũng phải là cái người giúp họ trong cái việc ra quyết định. Không thể nào mình tới gặp khách hàng bảo là bây giờ anh chọn đi, bây giờ muốn bảo vệ cho cái mục tiêu nào, mà là chúng ta cũng phải đóng góp ý kiến. Đứng cái góc độ là mình đã tư vấn rất là nhiều người rồi, thì cái quan điểm của chúng ta là cái điều gì nó quan trọng ở cái lứa tuổi này hơn hay những cái mục tiêu này, không thể đồng đồng hết. Và khi mà lựa chọn thì chúng ta phải chọn được những cái sản phẩm, tất nhiên là khi mà khách hàng làm việc về vấn đề bảo hiểm thì sẽ làm việc với bên partner về công ty bảo hiểm. Tuy nhiên chúng ta phải final check sau khi mà bên tư vấn bảo hiểm đã ra được cái bản bên ngoài cho khách hàng rồi, thì chúng ta phải check lần cuối cùng là cái sản phẩm này có phù hợp với khách hàng hay không. Chẳng hạn như khách hàng làm ở một cái công ty nào đó và đã được công ty mua bảo hiểm sức khỏe rồi, và tư vấn viên còn thêm một hợp đồng sức khỏe nữa, nó cũng hơi dư đó, thì chúng ta phải bỏ nó ra hàng vậy. Thì ở đây góc độ của em thì em cho rằng là chúng ta cũng phải là giúp khách hàng ra quyết định trong quá trình thực hiện cái gói bảo hiểm, chứ không phải là chỉ để cho khách hàng tự chịu trách nhiệm. Rồi, ok. Bên cạnh đó thì cũng bổ sung cái nữa là khi mà có khách hàng có vấn đề về bảo hiểm, cái chẳng hạn như họ bị tai nạn, thì chính chúng ta cũng phải chủ động hơn trong việc là gặp công ty bảo hiểm và tìm cách giúp cho khách hàng claim cái số tiền bảo hiểm đó. Tại vì trên thị trường có rất là nhiều người lấy được cốt bảo hiểm, bán được cái bảo hiểm cho khách hàng, sau đó là khách hàng có vấn đề gì lại chối bỏ trách nhiệm, kêu là thôi anh gọi điện cho công ty em đi, rồi bên đó sẽ hướng dẫn cho anh. Nhưng mà khách hàng thì đôi khi gọi điện lên rồi có quá nhiều khách hàng họ cũng không xử lý kịp, thì cái người tư vấn nên có thêm cái giá trị gia tăng là giúp khách hàng là kết nối với công ty để claim bảo hiểm cho khách hàng. Rồi, cảm ơn Ngọc, chia sẻ rất hay. Tóm lại là trong cái phần trả lời cho câu hỏi số 2, đúng không? Cách thức thực hiện như nào, thì rõ ràng là qua cái phần chia sẻ của hai chuyên gia chúng ta thấy được là mình phải xuất phát từ cái nhu cầu của mình này, đối chiếu cái khả năng tài chính của mình này, rồi chúng ta chọn lựa cái đơn vị và những cái cá nhân giúp chúng ta thực hiện được. Đặc biệt là trong cái phần là chọn những người tư vấn viên, thì một yếu tố rất là quan trọng hai chuyên gia đã chia sẻ với các quý nhà đầu tư, cũng như là cái góc nhìn của một người làm trực tiếp thấy được cái trách nhiệm của khách hàng như thế nào, đó là rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần số 3, cái phần chúng ta áp dụng cho những cái trường hợp cụ thể, đúng không? Để các quý khách hàng sẽ hình dung được nếu mà mình rơi vô những cái trường hợp chúng ta tương ứng như này thì cách xử lý có thể sẽ như nào. Thì xin phép được chiếu cái case study, đúng không? Đây là một cái trường hợp thứ nhất, xin phép được đọc cái case này lên, xong hai chuyên gia sẽ đưa ra kết quả của mình. Anh Nguyễn Văn An, 28 tuổi, đang làm công việc văn phòng ở Sài Gòn với mức lương là 20 triệu một tháng. Anh hiện đang nuôi vợ làm nội trợ, tức là không đi làm, không có thu nhập, đúng không? Ở nhà chăm sóc con với 6 tháng tuổi và một đứa con duy nhất. Mỗi tháng anh để dành được 3 triệu sau khi trừ tất cả các chi phí. Hai vợ chồng đã có nhà ở Sài Gòn và không chịu áp lực nợ vay nào. Thì
Câu hỏi ở đây là anh A trong trường hợp này thì những trách nhiệm gì cần được phòng vệ và cái gói bảo hiểm như thế nào sẽ phù hợp với trường hợp của anh A này? Xin mời chia sẻ của với hoàn cảnh của gia đình khách hàng tên là Nguyễn Văn A này thì rõ ràng cái trách nhiệm tài chính của anh A rất là lớn, bởi vì anh ấy là người duy nhất mang về nguồn thu nhập cho gia đình, vợ thì làm nội trợ rồi, đúng không ạ? Thế thì mình hãy đặt cái giả định là nếu như có chuyện gì xảy ra với anh A thì gia đình của anh ấy sẽ như thế nào, đặc biệt con còn rất là nhỏ, mới có 6 tháng tuổi thôi, đúng không ạ? Và ở độ tuổi này thì nít nó hay có bơm đau, đúng không? Rồi tiền sữa, dùng đồ ăn, thức uống, rất nhiều thứ chi phí để có thể lo cho đứa con. Và nếu như không tiếp tục mang về cái nguồn thu nhập ở đây là 20 triệu một tháng thì rõ ràng là gia đình của anh Nguyễn Văn A chắc chắn sẽ rất là khó khăn. Đó là điều mà mình ta phải nhìn nhận trước, đúng không ạ? Và như có thể tiếp lời của anh Ngọc thì bản thân của người tư vấn tài chính là phải giúp cho khách hàng thấy được cái trách nhiệm tài chính của họ, chứ không phải là ai cũng thấy đâu. Họ có thể cảm nhận được nhưng mà hiểu một cách sâu sắc thì không phải khách hàng nào cũng thấy được chuyện đó. Và đa số khách hàng, đặc biệt là ở độ tuổi còn trẻ như thế này nè, đúng không, cũng rất là khỏe, đi chơi tennis, đi đá bóng bằng hồng, đâu có sợ là bị bệnh tật gì đâu, đúng không? Mình có năng lực mà, đâu có sợ bị đuổi, đúng không? Nên lúc nào cũng rất là chủ quan, đó là ông phải tôi nhiều sức lo cho gia đình. Nhiều bạn trẻ nghĩ vậy, do đó bản thân của vai trò của người tư vấn tài chính là không phải là mình hù, mình dọa khách hàng, mà để mình phân tích một cách thấu đáo hơn để khách hàng hiểu rằng là yes, nếu như mọi thứ nó tiếp tục như hiện tại, cuộc sống vẫn bình an thì chắc chắn anh dư sức lo cho gia đình. Nhưng cuộc sống có điều gì đảm bảo rằng là không có rủi ro xảy ra đâu, tai nạn bệnh tật có thể ập đến bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Thêm con Covid thì nó có thể khiến cho doanh nghiệp mình phá sản, đúng không? Chỗ mà mình đi làm không còn nữa thì mình mất việc thôi, ví dụ vậy. Thế thì bảo vệ cái nguồn thu nhập của anh A là cái như tôi nghĩ là quan trọng. Thì có thể quý chị khách hàng có thể tham khảo cái cách lúc nào tôi chia sẻ đó, dùng cái cách tính là 5 năm thu nhập thôi, đúng không ạ? Thì anh A này nha, anh Ngọc còn nhớ là bảo vệ 1.2 tỷ, thì mình gọi là tạm ổn, tất nhiên bảo vệ được nhiều hơn thì tốt, nếu như mà anh ta có được 2 tỷ. Và tất nhiên là bảo vệ 1.2 tỷ thì chúng ta phải tùy vào từng sản phẩm từng công ty thì sẽ gọi là chạy ra được một cái bảng minh họa quyền lợi để biết được là cái mức phí mà anh A phải đóng mỗi năm là bao nhiêu, đúng không ạ? Dạ. Thì góc nhìn của tôi là tôi thấy rằng là bảo vệ cái nguồn thu nhập của người trụ cột là anh A là quan trọng nhất. Và tất nhiên bên cạnh đó thì việc mà chăm sóc sức khỏe và bảo vệ cái rủi ro tai nạn bệnh tật, và tùy vào cái tính chất công việc của anh A này, đúng không, thì khách hàng cũng có thể cân nhắc để có thể tham gia thêm để bảo vệ toàn diện hơn. Không biết anh Tập hiện tại có góc nhìn như thế nào? Cảm ơn anh Joseph. Cái góc nhìn của anh Joseph thì gần như là nó toàn diện rồi. Thì ở đây em thêm một cái nữa là có câu hỏi là gói bảo hiểm như thế nào sẽ phù hợp đó. Thì với cái số tiền hàng tháng 3 triệu thì mỗi năm viên là 36 triệu, thì ở độ tuổi 28 tuổi thì nếu như 1.2 tỷ thì gần như là đảm bảo, tại vì chúng ta chỉ cần khoảng tầm mười mấy triệu là chúng ta cũng đủ được 1.2 tỷ rồi. Thêm vào đó người vợ là người làm nội trợ thì chắc chắn là sẽ có một công ty để làm bảo hiểm về sức khỏe, thì có thể là thêm cái bảo hiểm sức khỏe cho người vợ có thể là 1-2 triệu gì đó thì vẫn đủ ổn, và gắn đứa con vô trong đó thì rất là ok. Thì tôi nghĩ là cái giá trị bảo hiểm có thể lên đến khoảng tầm 25 triệu một năm thì nó cũng phù hợp với anh em. Xin cảm ơn sự chia sẻ của hai chuyên gia về cái trường hợp đầu tiên như Nguyễn Văn A ha. Chúng ta sang cái case thứ hai. Gia đình hai vợ chồng anh Nguyễn Minh B, 32 tuổi và chị Hà Thị C, 29 tuổi, đang có một con 3 tuổi. Hai vợ chồng làm văn phòng với mức lương của chồng 15 triệu, vợ là 12 triệu. Và tổng thu nhập là 27 triệu ha. Mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí thì gần như còn lại tiết kiệm được 5 triệu. Hiện tại, hai vợ chồng đang có một khoản nợ trả góp là 600 triệu đồng vay trong 10 năm cho cái chung cư đang ở. Thì trong trường hợp như này thì gia đình anh B có trách nhiệm gì cần phải phòng vệ, cái gói bảo hiểm sẽ phù hợp gia đình anh B.
này xin hai chị nhé. Những cái lần trước yes, gia đình mình thì cả hai người chồng đi làm, đúng không ạ? Nên nói về trách nhiệm tài chính thì nó san sẻ cho cả hai người. Và thực sự là mình thấy là thời buổi bây giờ đối với xã hội Việt Nam mình thì gia đình này cũng khá là đặc trưng, không còn có chuyện là một người đi làm, một người ở nhà là vợ chồng, đúng không ạ? Hai người vừa chia sẻ cái trách nhiệm tài chính với nhau, hai vợ chồng. Con thì 3 tuổi, và ở đây có một cái thông tin khá là đặc biệt nữa, đó là hai vợ chồng đang có khoản nợ trả góp là 600 triệu trong 10 năm. Thế thì mình nhận đặt ra một cái tình huống, nếu như mà hai vợ chồng đều khỏe thì đi làm, thì thu nhập ít nhất cũng được cái mức này, và càng ngày nó sẽ càng cao hơn, đúng không ạ? Tất nhiên mình phải cân nhắc yếu tố lạm phát nữa, lương cao nhưng mà cũng có lạm phát nữa, nhưng mà ít nhất thì chắc cũng là mỗi tháng sau khi trừ chi phí hình như ra là 5 triệu. Thì thật ra là tôi chưa biết là trừ chi phí là đã trừ cái khoản góp 600 triệu chưa? Hay là 5 triệu này lấy để mà góp trả nợ? Cái trường hợp cái này là đã trừ sạch sẽ chi phí luôn rồi. Trừ sạch sẽ chi phí luôn rồi, hay là trả nợ xong rồi mình còn dư được 5 triệu. Sáng nay yes, thế như vậy thì tình huống mà cuộc sống mình đang khỏe. Mà đặc biệt ví dụ như giờ hai vợ chồng, nếu như có một người nào đó gặp vấn đề gì về sức khỏe, đúng không ạ? Khi một người gặp vấn đề gì về sức khỏe, bệnh tật hoặc tai nạn, thứ nhất là chi phí điều trị, người đó đã không đi làm được, đã mất đi một đầu thu nhập rồi, đúng không ạ? Và lại còn phải mất đi một cái khoản chi phí điều trị lớn nữa, thì khi đó sẽ rất là khó khăn. Chỉ cần tôi đang nói gia đình là một người gặp vấn đề thôi nhé, một người gặp rủi ro thôi đã rất khó khăn rồi, mất đi nguồn thu nhập. Hai, phải tìm cho ra được cái khoản chi phí để điều trị, trong đó mỗi tháng chỉ dư được có 5 triệu mà gặp một cái căn bệnh nào đó hoặc là một tai nạn nào đó thì sẽ vô cùng tác động rất là lớn đối với gia đình, đúng không? Thế thì đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, làm sao để đảm bảo trong 10 năm tới trả đủ 600 triệu, đúng không ạ? Nếu như mà hai vợ chồng đi làm thì chắc là sẽ có dư tiền trả, còn nếu như một người đi làm thôi, người kia gặp vấn đề về sức khỏe tai nạn thì sao, gánh nặng cho người còn lại rất lớn. Thì khi mà chúng ta giúp cho khách hàng hiểu ra được vấn đề đó rồi thì rõ ràng ở đây đầu tiên đó là phải bảo vệ được cái nguồn thu nhập của hai vợ chồng. Đẹp nhất nha, nên đây là bức tranh đẹp nhất trong phòng đồng bảo hiểm là bảo vệ cho cả hai vợ chồng, bởi vì hai vợ chồng đi mang thu nhập về, đúng không ạ? Và hiện giờ thì chỉ cần một hợp đồng bảo hiểm thôi là đã có thể bảo vệ cho cả hai người rồi, chứ không cần phải mua hai hợp đồng riêng đó. Và bảo vệ đi, và hỏi bảo vệ bao nhiêu, bảo vệ bao nhiêu thì bên cạnh hai cái cách tính lúc nãy tôi có chia sẻ, thì đối với case này thì chúng ta có thể dùng con số khoản nợ đang trả góp lên 600 triệu, thì ít nhất cũng phải bảo vệ được mỗi người khoảng 600 triệu, đúng không ạ? Để lỡ mà có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng không còn giữ được cái mức thu nhập như thế này, thì sẽ có một cái nguồn thu nhập thay thế ngay lập tức để trả được cái khoản nợ 600 triệu này. Và giữ được cái căn cơ này, cái con sống này. Dạ, chính xác. Đúng không ạ? Nếu như mà không có căn cơ thì buộc họ phải bán và sẽ chuyển tới những nơi khác có tiền hơn. Đúng rồi, chính xác. Tôi cũng nghe nhiều người nói rất là khi mà mua căn hộ chung cư mà dạng trả góp thì mặc dù mình ở đó vậy thôi chứ nhà nó chưa phải của mình, đúng không? Nhà nó chưa phải của mình tại vì mình chưa trả tiền xong. Vậy thì ở đây có một cái điều rất quan trọng khi chúng ta tư vấn cho khách hàng. Anh chị quý khách hàng có muốn có cái cảm giác khi mình mới mua nhà, mặc dù vẫn còn nợ nha, nhưng mình đã có cái cảm giác là sở hữu căn nhà đó thực sự là 100%. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì căn nhà đó cũng là của mình, vợ con mình cũng sẽ ở đó chứ không phải về đi đâu hết. Mặc dù em còn thiếu 600 triệu nhưng mà mình đã có một hợp đồng bảo hiểm, đúng không ạ? Để đảm bảo là có chuyện gì xảy ra gia đình mình vẫn trả đủ số tiền đó. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn. Qua một cái cuối cùng ha, thì cuối cùng là anh Trịnh Văn Đê, đây là một trường hợp khách hàng giàu có, chủ doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, 40 tuổi, đã có nhà cửa, xe ô tô và nhiều khoản đầu tư bất động sản, ngoài ra còn có khoản tiền 10 tỷ để ngân hàng. Anh có một con trai đang du học ở Anh và một con gái đang du học ở Mỹ. Thì trong trường hợp như này, anh Đê có cần phải bảo vệ hay không? Nếu có thì có bảo hiểm như thế nào? Cái phần này chính là gặp hay tư vấn cho các priority, ý kiến về cái này. Cái những khách hàng như này thì cũng rất là nhiều, và hầu như là họ cũng cảm thấy là
tôi tuần trăm là chính rồi. Nếu mà có vấn đề gì về bệnh tật, rút tiền người tỉnh ngân hàng ra hay là thậm chí là bán đất. Tuy nhiên là nếu mà dịch lại thì mình sẽ thấy là con du học ở Anh và ở Mỹ thì móc kép một năm cũng quanh quanh tầm đi lửa tới 2 tỷ chứ không ít đâu. Hai đứa là 4 tỷ thì cũng 10 tỷ thì bay cũng nhanh lắm. chưa kể là nó sẽ ở lại, nó làm thời gian tới nữa. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là với một người mà có thu nhập cao như vậy thì chắc chắn là nếu như có đau ốm bệnh tật, ảnh khả năng là sẽ không chữa ở Việt Nam mà sẽ qua Singapore chẳng hạn vậy, thì cái chi phí viện phí bên đó thì nó rất là cao. Và buộc là phải nếu mà rút cái số tiền 10 tỷ này ra thì chắc chắn là nó sẽ giảm cái chất lượng cuộc sống xuống trong tương lai. Chẳng hạn như anh này mất đi, tài sản anh chia ra vợ 50%, con 50%, thì rõ ràng cả gia đình đang sống một cái level rất là cao, chia đôi ra thì cái level của gia đình sẽ giảm lại. Thì những khách hàng ở tầm đẳng cấp như thế này họ cũng không muốn điều đó xảy ra, chẳng qua là họ chưa nhận ra điều đó thôi. Thì đối với em thì với những khách hàng này họ cũng thật sự là cần bảo hiểm chứ không phải không. Với thêm một góc độ nữa là cái bảo hiểm nó cũng là cái gì đó nó định giá con người. Ví dụ như Ronaldo thì cần phải mua cái bảo hiểm cho cái đôi chân đúng không, Messi cũng vậy. Và cái bảo hiểm của đôi chân cầu thủ nó càng cao thì thậm chí trên thị trường chuyển nhượng cái giá họ càng cao. Thì với những cái khách hàng như thế này, cái bảo hiểm cũng là một cái gì đó định vị cái đẳng cấp của họ. Thì góc độ của em, anh Du rất nhiều các bổ sung gì thêm? Dạ, Ngọc chia sẻ những góc nhìn rất là thú vị á. Đặc biệt là cái vụ mà bảo vệ đặc biệt rất hay. Ở đây thì tôi chắc là bổ sung thêm vài cái góc nhìn nhỏ nữa thôi đối với những khách hàng này. Thứ nhất đó là anh này có một doanh nghiệp, thì chúng ta là tư vấn tài chính ấy, mình tiếp cận anh này nó không phải góc độ như là để tư vấn cho bản thân cá nhân anh mà còn tư vấn cho doanh nghiệp của anh, đúng không ạ? Đúng rồi. Những cái gói bảo hiểm để cho nhân viên của anh, tại vì doanh nghiệp sản xuất thì những vấn đề như là về tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, hoặc là những cái gói bảo hiểm nhân thọ để có thể mang lại một cái số tiền nào đó cụ thể trong 10 năm tiếp theo dành cho những người nhân viên chủ chốt, cũng là một cách rất hay để giữ chân người tài. Ví dụ như có thể là anh có một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn, tất nhiên là sẽ có những người nhân viên mà đã đồng hành với ảnh ngay từ đầu, đúng không? Những người rất là giỏi, những người có sự đóng góp rất lớn, thì thay vì ảnh đưa tiền mặt, tặng tiền sạch hết, thì tặng cho nhân viên hợp đồng bảo hiểm để 5 năm sau, 10 năm sau, nhân viên đó có một cái khoản tiền lớn làm được những việc ý nghĩa cho gia đình. Đó là tư vấn những gói bảo hiểm cho doanh nghiệp cũng như là cho những người nhân viên chủ chốt cho doanh nghiệp này. Đây là một cái góc nhìn khá là quan trọng. Một cái góc nhìn thứ hai, nếu như nói đến góc độ mà tư vấn cá nhân thì bên cạnh những ý của anh Ngọc chia sẻ thì theo thông tin tôi được biết về luật thừa kế thì chúng ta biết rằng là nếu như bố mẹ giàu như thế này, tài sản 30 tỷ, tất nhiên là sau này chết cũng không mang theo được, phải để lại cho con cái mình thôi, đúng không ạ? Mà một số cái danh mục tài sản thừa kế, ví dụ như là chứng khoán này, hay là cái chứng nhận vốn góp trong công ty này, hoặc là về những cái bộ bất động sản mà có đăng ký này, thì tất cả đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân 10%, đúng không ạ? Vậy thì thay vì mình để lại cho con cái mình những cái tài sản như tôi vừa nói, thì để lại cho con cái mình những cái hợp đồng quản lý nhân thọ để 10 năm sau, 15 năm sau nó rút ra 10 tỷ, 15 tỷ nó không chịu thuế thu nhập cá nhân. Hay là những cái khoản chi trả cũng như những cái giá trị tài chính từ hợp đồng quản lý nhân thọ sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái góc nhìn khá là thú vị dành cho những người khách hàng biết như thế này. Rất hay nha, mình sẽ bổ sung của do dân nghệ thêm góc độ bên cạnh cái phần là cái dài của mặt đó là hẹn trở về. Ở đây có một cái câu hỏi cũng nhiều người thắc mắc, đó là với anh này tài sản quá lớn rồi, có 10 tỷ thì mua bảo hiểm là bảo hiểm như thế nào mà phù hợp? Chắc là nhờ sự kiến giải của do dân nghệ. Tất nhiên ở đây là người ta nói là tài sản 10 tỷ chứ không phải là thu nhập 10 tỷ. Mình sẽ không bị tránh bị confused, bị nhầm lẫn với hai cái niệm đó. Đây là dạ.
chưa tính về bất động sản đúng không bạn? Ok, thế thì nói về câu chuyện là vẫn theo cái góc nhìn hiện tại của Ngọc có chia sẻ đúng không? Bảo vệ bao nhiêu để nó tương xứng với đẳng cấp của mình, nó tương xứng với cái giá trị tài chính mà mình mang về cho gia đình, và bảo vệ bao nhiêu để đảm bảo cái mức sống cao của gia đình trong những năm tiếp theo nếu như có rủi ro xảy ra. Thì tôi có ví dụ nha, đối với lại anh này, như nãy giờ Ngọc có phân tích đó, thì của hai đứa con đi học thôi năm cũng đã 3-4 tỷ rồi, đúng không? Còn chưa kể hai vợ chồng còn đi du lịch, còn đi tận hưởng những cái dịch vụ rất là VIP cuộc sống được. Thế thì cái câu chuyện mà đối với những người chủ doanh nghiệp như thế này, cái việc mà tham gia một cái gói bảo hiểm bảo vệ mệnh giá 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ và mức phí đóng mỗi năm nó có thể lên đến là 1 tỷ đồng một năm hoặc là 500 triệu một năm, là những trường hợp này đã có một vài khách hàng ở thị trường Việt Nam. Và tất nhiên ở đây dựa vào cái góc nhìn của khách hàng, chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, chính họ mới hiểu được rằng là họ muốn được bảo vệ bao nhiêu là phù hợp. Ok, xin cảm ơn anh em. Như vậy là chúng ta vừa xong cái phần thảo luận cho ba cái câu hỏi chính trong cái chủ đề để xây dựng tài sản phòng vệ bảo hiểm, đúng không? Đó là tài sản chúng ta cần cách thức thực hiện này và áp dụng cho một số trường hợp cụ thể của các cái quỹ nhà đầu tư này. Đây có mấy câu hỏi của khách hàng gửi về, đúng không? Tôi đang phân vân là không biết là nên mua bảo hiểm cho mình hay là mua bảo hiểm cho con của mình. Mong chuyên gia giải đáp. Có lẽ mình cũng gặp cái trường hợp này tương tự rồi. Các khách hàng đã đang lựa chọn không biết là mua được bảo vệ cho mình hay là mua cho con của mình. Thì trong trường hợp như này thì cái góc nhìn của anh Joseph thì anh nghĩ là khách hàng nên như thế nào? Thật ra thì nếu như mà mua để bảo vệ, tất nhiên khi mình nhìn góc độ bảo hiểm nhân thọ để mà bảo vệ cái nguồn thu nhập thì chắc chắn là cần phải mua cho bố mẹ là người trụ cột rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình hỏi nè, ai lo cho con mình tốt nhất? Không phải công ty bảo hiểm, mà chính bố, chính mẹ mới là người lo cho con mình tốt nhất. Vậy thì phải bảo vệ cái nguồn thu nhập của mình đã, bảo vệ sức khỏe của mình đã, để mình có thể lo cho con mình. Đó, góc nhìn của tôi là vậy, cần phải bảo vệ cái người nào mà mang về thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên thì mở rộng góc nhìn ra tí xíu, thì nếu như mà chúng ta có con nhỏ đúng không? Con thì nó có thể gặp những cái vấn đề về mặt sức khỏe, để chăm sóc sức khỏe cho con nha, thì nên tham gia cho con kèm theo trong cái gói hợp đồng là bảo hiểm bảo vệ cho giá trị của thu nhập của mình ấy. Thì nên tham gia cho con để bảo vệ sức khỏe cho con thôi, để đỡ con có đau bệnh tật gì thì được bảo lãnh viện phí, được hỗ trợ về mặt thuốc men rồi chi phí điều trị, đỡ mình đỡ áp lực, đúng không ạ? Chứ không phải là mình tham gia cho con để con có mệt hay gì thì bố mẹ nhận được cục tiền. Ý nghĩa của bộ phim như còn nó không học nặng vô được. Rất hay. Để quan trọng là thị trường thực tế thì vẫn có nhiều tư vấn viên. Không có thể chia sẻ. Thị trường thực tế vẫn có nhiều tư vấn viên, không biết là học cốt xong như thế nào đó mà tư vấn cho bố mẹ, thì hai vợ chồng tích lũy được rất là ít tiền và thương với con nó còn nhỏ xíu rồi. Cái mua cái bảo hiểm cho con, phòng vệ cho con và sức khỏe cho con luôn. Nhưng mà thực ra tới khi mà con có vấn đề thì cha mẹ vẫn tiếp tục sống, vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền được, và cái cục tiền nhận về đó, cái giá trị nó mang lại không nhiều. Có một câu hỏi khác của một khách hàng. Tôi đang muốn xây dựng một kế hoạch tài chính để con tôi có đủ một tài chính đi du học sau khoảng 10 năm nữa. Trong trường hợp này thì tôi nên tham gia đầu tư để tích sản đủ số tiền đó, hay là tôi nên tham gia gói bảo hiểm nào để cho cái nhu cầu tài chính như vậy? Trong trường hợp như này thì chắc xin mời Ngọc đi ha. Ngọc cái góc độ là qua management thì anh thấy khách hàng nên chọn phương án nào? Đối với những khách hàng này thì cũng có rất là nhiều case giống như vậy. Nó giống như là khi mà anh làm một cái doanh nghiệp đi, chẳng hạn doanh nghiệp thép Hòa Phát, khi mà anh nhập thép về ở những cái vùng giá thấp thì anh cũng sẽ sợ những có những lúc giá lên cao lại phải nhập giá cao, thì anh lại phải mua những cái hợp đồng future, anh hedging, anh phòng về cho những cái lúc mà giá thép lên cao. Thì bảo hiểm cũng vậy, khi mà anh đầu tư, anh tích lũy tiền cho con anh đi du học trong 10 năm tới, nhưng mà lỡ như anh tích lũy mới có 5 năm rồi, số tiền vẫn chưa đủ cho thằng nhỏ đi học,
thì 5 năm tiếp theo anh giúp là nhỏ tích lũy, thậm chí 5 năm tiếp theo khả năng là nhỏ lấy số tiền mà anh đã tích lũy từ trước đó lấy ra xài nữa. Cho nên là trong trường hợp này em khuyên là nên đi cả hai, là bên cạnh một cái việc là mình cân tiền ra, mình vừa tích lũy số tiền cho con đi du học, tại vì thật ra thì mình tích lũy tiền qua chứng khoán hay là qua công ty quản lý quỹ hay là trái phiếu xuất sinh lời nó sẽ cao hơn bảo hiểm, tại vì bảo hiểm cái tính chất phòng vệ nó cao nên buộc họ phải chọn những cái đầu tư an toàn đó. Thì lúc này xuất sinh lời của bảo hiểm không cao, tuy nhiên là bảo hiểm nó phòng vệ rất là tốt, cho nên là anh có thể anh chọn một cái gói phòng vệ nào đó cho trường hợp là anh trong vòng 10 năm tới có thể là anh chỉ phòng vệ mới anh mới có tích lũy 5 năm thôi là anh có vấn đề rồi, thì tại thời điểm đó mình sẽ có một số tiền hỗ trợ ngay lập tức để cho con anh nó được anh học bài bản. Thì em khuyên là nên chọn cả hai và cân đối số tiền. Ok, xin cảm ơn sự kiến giải rất là hay của anh Ngọc. Thì chúng ta cũng đã trải qua hơn một tiếng thảo luận về phần Q&A nhà đầu tư rồi. Thì biết là anh Joseph Nguyễn có một cái lời nào trước khi chúng ta tạm biệt các nhà đầu tư liên quan vấn đề xây dựng cái tài sản bảo hiểm cho người đi. Nếu như mà có một cái góc nhìn nào đó về quản trị tài chính thì tôi thấy rằng là rất nhiều người ở Việt Nam mình, đặc biệt các bạn trẻ rất là gọi là máu me kinh doanh, thích làm giàu nên có cái năng lực tạo dựng tài sản khá là tốt, và các bạn cũng có được những cái năng lực để đầu tư để tăng trưởng tài sản. Hai việc các bạn rất quan tâm và rất thích làm đó là tạo tài sản và tăng trưởng tài sản. Góc nhìn của tôi là chúng ta nên có thêm một cái công cụ nữa để bảo vệ tài sản của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới có được một cái kế hoạch quản trị tài chính nó hoàn chỉnh, thì khi đó chúng ta có thể an tâm hơn là cuộc sống này cho dù bình an hay gặp rủi ro thì kế hoạch tài chính của chúng ta vẫn được đảm bảo. Rồi, mình nghĩ cái lời vừa rồi của Do Lê Nguyễn này cũng có như là thay thế được một cái lời gọi là tóm tắt và tổng kết lại cái chủ đề rất là quan trọng của chúng ta hôm nay, chủ đề bảo hiểm. Và hy vọng các nhà đầu tư đã nhận được những cái lời chia sẻ, những cái lời tư vấn từ hai chuyên gia rất là tư vấn của chúng ta hôm nay, với cái kiến thức của mình cũng như là giải quyết những tình huống rất là cụ thể, luôn. Thì xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã theo dõi đến phút này. Xin chân thành cảm ơn anh Joseph Nguyễn đã chia sẻ rất là nhiệt tình và ngày đầu tư. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần sau.